Bên chợ đầu mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình nhận cái hàng chuối Đà Lạt của bà con ở ngoài Đà Lạt gửi vào kênh chợ đầu mối Hóc Môn bán nha quý vị. Đây là chuối Đà Lạt, chính gốc Đà Lạt luôn, thì họ đóng thùng gì nè quý vị. Đó. Thì cũng khán giả trên kênh chợ đầu mối Hóc Môn mình quý vị. Tương tác để bán hàng trên kênh chợ đầu mối Hóc Môn và sản phẩm Đà Lạt đầu tiên đến với lại kênh chợ đầu mối Hóc Môn để bán ra là chuối sim nha quý vị, chuối sim Đà Lạt. Thì một hồi đó mình sẽ cân thử quý vị, cân thử coi là một nải về bao nhiêu ký để mình thông tin đến đến quý khán giả và bạn bè gần xa, để anh chị bạn hàng á có mua ủng hộ mình á thì liên hệ trực tiếp với lại kênh chợ đầu mối Hóc Môn quý vị. Đây là sản phẩm Đà Lạt ở kênh chợ đầu mối Hóc Môn á thì mình mới làm được cái thuê được cái mặt bằng quý vị, cái mặt bằng mặt tiền đường quốc lộ 22 nè quý vị. Thì thông tin đến quý khán giả xa gần đó thì bắt đầu từ hôm nay là mình nhận ký gửi là hàng hóa của khán giả trên kênh chợ đầu mối Hóc Môn và bà con nông dân xa gần có cái sản phẩm nông sản mà mình muốn bán á thì liên hệ trực tiếp với mình thấy mà nó hữu lý á, thì mình sẽ nhận mình bán nha quý vị. Nó hợp lý thì mình sẽ nhận á, mình bán tại cái mặt bằng cái nơi bán của kênh chợ đầu mối Hóc Môn quý vị. Thì hiện tại giờ mình cũng chưa có làm bán hiệu quý vị, nhưng mà mặt tiền đường mặt tiền quốc lộ 22 thì từ đây quý vị, đó là chợ đầu mối Hóc Môn quý vị. Chợ đầu mối Hóc Môn là phía ở trên cách mình đó là phải chừng 200m quý vị, 200m ở trên đó là đường Nguyễn Tuy Sóc quý vị, ở trên đó là đường Nguyễn Tuy Sóc. Thì cái hướng mình đang quay đó thì cái hướng này là ở trên Tây Ninh đó quý vị, Tây Ninh đi về Củ Chi á, Củ Chi Tây Ninh Trảng Bàng, cái hướng đó là đi lên Củ Chi á, là họ từ cái hướng đó họ chạy xuống thì cái chợ đầu mối Hóc Môn nằm trên hướng đó quý vị. Thì ở đây là mình chạy xuống, ở đây là đi về Sài Gòn quý vị, có xe kẹt quá trời luôn, đèn xanh đèn đỏ dưới là ngã tư Trung Chánh đó quý vị, ngã tư Trung Chánh là đèn xanh đèn đỏ dưới đó, là cũng các mình cứ 200m quý vị, mình nằm khoảng giữa. Thì chỗ này là mình bán đây quý vị, đây chưa có làm bán hiệu hết quý vị, nhưng mà cái địa chỉ đó là C3B quốc lộ 22 Xuân Thế Đông Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị, số điện thoại đó của người ta. Còn số điện thoại của mình thì có ghi ở trên màn hình video á, là các bạn đang xem là cái số điện thoại của kênh chợ đầu mối Hóc Môn quý vị. Thì mình là thông tin đến khán giả gần xa của kênh chợ đầu mối Hóc Môn á quý vị, thì bắt đầu là từ ngày hôm nay là mình nhận ký gửi hàng cho bà con nông dân ở khắp nơi nha quý vị. Chứ mình thấy nó cái giá mà bà con mà ký gửi mình hợp lý là mình nhận mình bán hết quý vị, loại nào cũng được miễn nó hợp lý là mình bán được, là mình bán và mình bán giúp cho nha quý vị. Rồi vô đây mình xem tiếp cái sản phẩm của Đà Lạt Lâm Đồng, họ đóng thùng vậy quý vị, thùng giấy nè,
Thì hiện tại bây giờ á, thì buổi ban đầu mà quý vị, thì mục đích đó là gửi vô để tương tác thôi nha quý vị, tương tác với khách hàng rồi người tiêu dùng á, đón nhận cái sản phẩm chuối sim Đà Lạt này như thế nào nha quý vị, rồi mới làm nhiều hơn nha quý vị. Còn hiện tại bây giờ là mới gửi vô ít thôi quý vị. Thì cái chuối này nè, mình có ăn rồi, nó khác với là cái chuối miền Tây của mình. Cái chuối miền Tây của mình á, như nó chín thì ăn cũng ngọt mà nó có cái vị chua. Kiểu như cái trái chuối ở miền Tây của mình á, thì nó kiểu nó nước nhiều quý vị. Nó mọng nước hơn, nó nhìn nó tròn cái trái hơn. Còn cái anh Đà Lạt á, thì nào giờ mình làm video mình để nó vuông vuông, nó vuông vuông mà trái nó lớn lắm nha quý vị, trái nó lớn lắm. Đó, nó vuông vuông vậy, nhưng mà cái trái chuối Đà Lạt á là mình ăn á, cái thịt nó màu trắng, nó dẻo ngọt hơn. Cái giá chuối Đà Lạt á nó mắc tiền hơn cái chuối cái chuối chuối sim ở của miền Tây mình, như cái nải này là không biết bao nhiêu. Thì cái giá bán nãy giờ quên thông tin cái giá bán đó. Cái giá bán hiện tại bây giờ á, thì mình bán tại nơi đây nha quý vị, thì 8.000 một ký rồi quý vị, 8.000 một ký thôi. Quý anh chị em nào mua ủng hộ cứ liên hệ trực tiếp với mình rồi mua về bán á quý vị. Đó, chuối này nè 8.000 đồng một ký. Thì nó đúng ra thì nếu mà lựa mà một hai nải giống như nải này nè quý vị, nó lớn quá vậy nè quý vị, lựa vậy á là có giá phải mắc hơn nha quý vị, là phải 10.000. còn nếu mà cân hết á là 8.000. còn nếu mà lựa mà cứ cái hàng mà hàng nó vip á thì 3 ký nha quý vị. Đó, cứ lựa dài không á là 10.000 đồng một ký, chứ không phải mà nói mình bán mình không cho lựa nha quý vị. Hãy lựa là có cái tiền lựa, một nải mình cũng bán nữa, nhưng 10.000 đồng một ký. So ra cái mặt bằng chung ở đây á là họ bán 10.000, 12.000 đồng một ký gì đó, mà không biết họ có cho lựa hay không, cái đó là chuyện của dựa họ bán nha quý vị. Còn mình ở đây là mình bán theo cách của mình, rồi mình bán cái giá của mình luôn, chứ không có theo cái giá của ai hết. Thì cái này là 3 ký đi. Rồi cái này nãy này là nó nhỏ hơn quý vị, cái kiểu nó nhỏ hơn. Cái này là 2 ký mốt nè. Đó, 2 ký mốt. Đó, này là 2 ký mốt. Để mình cân cái này. Này là 1 ký 8 nè. 1 ký 8 thì mình lên mình cân mình kiểm tra hết nha quý vị, để tương tác với khách hàng mà bà con cộng đồng mạng á, chỉ cần nhìn cái video là mình biết cái nằm vô cái chuối, xem video là mình nằm vô cái chuối, biết cái chuối nào nó nằm vô dạng nào liền quý vị. Thì này là 2 ký 3. Đó, để quý anh em cộng đồng mạng đó, quý bạn hàng á xem. Này là 2 ký lưu tư. Thì như cái này đi, 2 ký lưu tư đi, để coi mình coi mấy trái. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12 nè, 16 trái quý vị. Chính xác là nó 16 trái. Đấy, đó bà con tự đếm luôn. 2 ký lưu tư nè. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 trái. Là 2 ký lưu tư á. Mình đã buôn bán, mình làm ăn có cái là nó chân thật nha quý vị.
thuận mua vừa bán, rồi cái giá bán nó cụ thể, nó rõ ràng. Cách bán cũng vậy, cái này tuồng nó lớn lắm nha quý vị. Để thử coi. Hai cái lô rưỡi. Đây là quý vị, hai cái lô rưỡi nha quý vị. Nè, để dở lên nè. Để coi coi nó bao nhiêu trái. Đó, cho bà con tự đếm luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 trái à, 2 cái lô rưỡi. 2 cái lô tư 16 trái này, 2 cái lô rưỡi cũng 16 trái. Rồi nó lớn là các bạn xem là sẽ thấy cái độ nó lớn. Là chuối cắt sẵn vậy nè. Nó đúng ra là nó có một cái như vậy. Bà con ở ngoài đó đó họ lấy cái cây. Họ lấy cái cây họ đục. Không có giống như chợ đầu mối Hóc Môn ở trong đây, cái khu chợ này nè, họ lấy cái dao họ cắt. Cái này là họ đục quý vị, họ có quay phim cho mình xem. Thì cái cuốn này nó hơi dày dày miếng xíu, nó cũng không đáng kể gì quý vị. Kiểu người ta làm theo kiểu mà nông dân mà quý vị. Thì mình đây nè, đó thùng vậy nè. Ồ, giờ thấy mê không? Quá xinh, cái này chuối. Thì nãy giờ mình nãy giờ là mình một thùng vậy nè. Đó. Nhưng mà mình bán ở đây á là đó nguyên một thùng vậy nè, bà con lấy nguyên một thùng vậy là giá 8.000 nha quý vị. Nãy giờ mình căng mà cái mà nó nhẹ nhất á là 1kg 8. Hình như cái này là 1kg 8 nè. Này 2kg 1. 1kg 8 đâu, hình như là cái này. Cái này 1kg 8. Đúng rồi. Đó, 1kg 8. Để mình lựa cái nải nhỏ nữa quý vị. Cái này là cái nải này nó chồng với cái nải kia đó, nhưng nó sát quá đó, nó dày quá đó. Rồi nó màu trắng á, chứ không phải là chín gì nha quý vị. Nó xanh lét luôn, nó cứ ngắt luôn á. Để mình cân. Video này làm với cái mục đích là tương tác nha quý vị. Tương tác với lại khách hàng xa gần ở trong Sài Gòn mình nha quý vị. Ồ, 2kg nè. Đó, 2kg á. Không biết mười mấy trái đây, nhỏ nhỏ nè. Và 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, cũng 16 trái à. 16 trái nha quý vị. Đó, mình buôn bán là vậy đó quý vị. À, đây sắp tới ngày cúng nè, chuối này mua về là cúng rồi thôi, hết sảy luôn. Thì cũng mong khán giả xem trên kênh chợ đầu mối á, quý anh chị bạn hàng á mua ủng hộ quý vị. Thì để cho bà con ở Đà Lạt đó gửi tiếp hàng cho bán, để cho mình kiếm cái thu nhập quý vị. Nè, cái này là mình thấy cái này là nó nhỏ nè, 1kg 8 luôn à. Vậy là nãy giờ á, nãy giờ mình lựa là chỉ có được được hai nải 1kg 8 à. Cái này 1kg 8 không biết. Cái này chắc cũng 1kg 8 luôn, gần 1kg 9 luôn nè. Đó, từ 1kg 8 nha quý vị, từ 1kg 8 tới 3kg hơn. Thì đó, nó chân thật như vậy quý vị. Nếu mà mình lựa đó quý vị, mình lựa thì là 10.000 quý vị. Còn mà mua
mua 8.000 là mua cỡ chừng 50 kg đâu lên đó quý vị, mua nguyên thùng này nè đó, một thùng nhà cỡ 50 kg là 8.000 thôi quý vị. Có cái nải này sao mà quá trớn, 3 kg, nhớ 3 kg là phải, đúng rồi, 3 kg. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, sáu, mười tám, 20 trái. Nãy 3 kg này là 20 trái. Đó, bán cái giá bán này không theo ở chợ nha quý vị. Rồi theo cái giá bán là bà con ở ngoài quê, ở ngoài Đà, ở Đà Lạt đó quý vị, quê mà, thì họ bán rẻ quá quý vị. Rồi không chịu khó đó, rồi liên hệ với mình, rồi cắt chuối đóng thùng vô đây, rồi tiền xe nữa, rồi ý bà con á là mong muốn là bán được cái giá, là nếu mà bán số lượng mà nhiều á là bán 8.000, thì còn cái giá mà 10.000 á là tự vì cái mình bán nha quý vị. Cái đó là do mình bán, tại vì nếu mà lựa, mà lựa là mình phải chịu 10.000, chứ còn thật tình mà bà con ở ngoài Đà Lạt cỡ vô bán á là chỉ mong muốn bán 8.000, nhưng mà giờ vô đây nhiều khi anh em á gần xa lại ủng hộ mà mua ít là lựa, thì nếu mình lựa cái đẹp hết rồi còn cái xấu là sao mình bán quý vị, thì cũng thiệt cho bà con, thì mình phải bán 10.000 nha quý vị. Chứ còn nông dân người ta gửi vô, người ta không có nói, không có nói bán 10.000, họ không có mong muốn, họ không có nói vậy, cái đó là tự mình nói. Thì quý anh em cộng đồng mạng thì có ủng hộ, ủng hộ chuối thì cứ gọi trực tiếp với mình mua chuối nha quý vị. Ở đây người ta trồng nhiều lắm, rất là nhiều, nhưng mà cái giá bán thì họ cũng phải lặn lội gỡ vô, tìm cách họ gỡ vô, họ nhờ mình bán giùm đó quý vị. Thì mong được sự hưởng ứng mua hàng của quý anh em cộng đồng mạng á, hỗ trợ bà con là ha, thì kiếm thêm cái thu nhập đó, đỡ hơn cái là bán cũng giống kiểu bán đổ bán tháo quý vị, hàng thì khỏi chê luôn. Thì kênh mình, cái kênh Chợ Đầu Mối Ngon ra đời với mục đích gì quý vị? Mục đích là hỗ trợ bà con buôn bán sản phẩm của mình mà bị cái giá nó thấp quá bán tại địa phương á quý vị. Thì gửi vô mình thì mình bán theo cái giá nó hợp lý, với lại tại Chợ Đầu Mối Hóc Môn và cũng hợp lý với lại cái giá cả ở trong Sài Gòn quý vị. Nhưng mà với cái mong muốn là mình cũng muốn bán rẻ quý vị. Cái này là bà con ở trong khu vực nội thành á, hay ở khu vực thành phố của mình á, thì nếu mà mua đây là mình mua trực tiếp với lại nông dân luôn. Bà con ở Lâm Đồng là gửi vô đây là mình, cái điểm này là để chứa hàng cho bà con nông dân đó. Rồi mình mua hàng là trực tiếp luôn. Rồi chắc chắn là phải được rẻ hơn nha quý vị. Mình mua trực tiếp với người nông dân mà, ví dụ mình mua có mua mắc á, là mình cũng á, là hỗ trợ bà con nông dân để phát triển kinh tế vườn. Nhưng mà cái giá của mình á, thì mình cũng có tham khảo quý vị, không phải muốn bán giá nào á mình bán nha quý vị. Đó, 8.000, 8.000 chuối sim Đà Lạt chính gốc luôn. Thì nãy giờ là mình có cân, mình kiểm tra để cho quý anh em khán giả xem video đó, từ đầu tới bây giờ đó quý vị. Thì cũng thấy rồi, cái nải chuối nhỏ nhất là 1,8 kg, lớn nhất là 3 kg. Đó, bán cái số lượng mà 20 kg đó quý vị. Ở lên đó, thì cái giá 8.000 là cắt ra nải về hết nha quý vị. Đó, tại vì đây mình đâu có buồn đâu. Đó, nằm vô cái dạng này là 8.000, là bán tại đây nha quý vị. Còn phí ship là phải tính thêm.
Đó bán tại cái số C3B nha quý vị. Sân Thế Đông, quốc lộ 22 nha quý vị. Còn ship đi thì phải tính thêm tiền ship nha quý vị. Đó cái giá bán tại đây. Cái chuối này nè, quý anh chị em mà làm kem chuối á, là chuối này nè, là cái miếng kem chuối là phải nói là nó khổng lồ, là nó thuyết phục ngay. Nếu mà làm kem chuối mà lấy ra chuối này to lắm. Rồi mình thấy sao mà kem chuối sao mà miếng nó lớn quá quý vị. Thì ra là những người làm kem chuối là họ lấy cái chuối sim Đà Lạt này, trái lớn rồi họ ép ra một cái miếng kem chuối thiệt là lớn để họ bán. Rồi nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.